Đầy chó không? Chó đang đi sợ đi. Đúng rồi, anh hỏi nha. Anh cho xe to vào đây. Yên nhé, để yên đi. Mà yên
cầm chìa khóa đi. Ok, có cho vào không anh? Em cho nó sướng không để ấy cái xe. Nhưng mà có cho vào? Có chứ, xin vào được rồi. Nó bảo vẫn được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó lại phá cổng đấy này. Có việc nhưng nó vẫn chậm. Cho tôi đúng đang đi ở đây đúng không? Right.